Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, có thể nói năm 2024 chính là một năm mà Biển Đông liên tục biến động. Hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina khiến Biển Đông có thể phải hứng chịu hơn chục cơn bão. Thời tiết đã thế, tình hình căng thẳng địa chính trị thậm chí còn tạo ra những cơn sóng cồn, những cơn bão ghê gớm hơn quét qua khu vực này. Đầu mối của những cơn dông bão đó chính là Trung Quốc. Các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng giữa lực lượng hải cảnh Trung Quốc và Philippines đang gây chú ý. Song chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh không chỉ tập trung vào riêng Philippines, mà còn có một quốc gia khác ở Biển Đông cũng lại là mục tiêu cho hành động hung hăng của Bắc Kinh, đó chính là Việt Nam. Gần đây, Hà Nội đã bày tỏ quan ngại trước hoạt động gia tăng của các tàu nghiên cứu Trung Quốc trong vùng biển của mình và đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp. Nhưng câu chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn bởi dã tâm của Bắc Kinh chỉ có tăng mà không giảm. Chiến thuật vùng xám là một dạng chiến lược sử dụng các biện pháp phi quân sự và phi vũ trang để đạt được mục tiêu chính trị và quân sự mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Đây là những hoạt động nằm giữa trạng thái hòa bình và chiến tranh, thường được thiết kế để tránh leo thang xung đột thành một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Chiến thuật vùng xám thường sử dụng lực lượng dân quân biển, tàu cá, lực lượng bán quân sự hoặc các hoạt động gián điệp và mạng. Một trong những mục tiêu của chiến thuật vùng xám là tạo ra sự mập mờ và khó xác định rõ ràng ý định của đối phương. Bằng cách này, các quốc gia có thể đạt được mục tiêu mà không bị quy kết trách nhiệm rõ ràng hoặc không gây ra phản ứng mạnh từ các quốc gia khác. Chiến thuật này thường lợi dụng những lỗ hổng hoặc điểm yếu trong luật pháp quốc tế. Ví dụ, các quốc gia có thể triển khai các lực lượng không mặc quân phục hoặc sử dụng tàu cá để thực hiện các nhiệm vụ quân sự, gây khó khăn trong việc xác định hành động và phản ứng theo quy tắc quốc tế. Các biện pháp kinh tế như trừng phạt kinh tế, phong tỏa và các hoạt động chiến tranh thương mại cũng là một phần của chiến thuật vùng xám. Ngoài ra, các hoạt động thông tin bao gồm tuyên truyền, gây ảnh hưởng qua mạng xã hội và chiến tranh tâm lý cũng được sử dụng để đạt được lợi thế. Ví dụ cụ thể là chiến thuật vùng xám mà Trung Quốc đã áp dụng tại Biển Đông được thực hiện tuần tự theo các bước. 1. Cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo. Trung Quốc đã cải tạo và xây dựng các đảo nhân tạo trên các rạn san hô và bãi cạn trong Biển Đông, sau đó triển khai các cơ sở quân sự trên các đảo này. Điều này gây ra sự mập mờ về ý định và quyền kiểm soát, đồng thời thay đổi hiện trạng mà không gây ra một cuộc chiến tranh trực tiếp. 2. Là tăng cường lực lượng dân quân biển. Trung Quốc đã sử dụng các tàu cá dân quân biển để tuần tra và gây sức ép lên các tàu thuyền của các quốc gia khác trong vùng tranh chấp, khiến việc xác định rõ ràng trách nhiệm và phản ứng theo luật pháp quốc tế trở nên khó khăn. Nhìn rộng hơn một chút, chúng ta sẽ thấy Nga đã áp dụng chiến thuật này ở Crimea. Trong việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, Nga đã sử dụng các lực lượng đặc nhiệm không mang quốc hiệu, còn được gọi là những người lính nhỏ xanh, để kiểm soát các cơ sở trọng yếu mà không gây ra xung đột trực tiếp ban đầu. Điều này tạo ra sự mập mờ về ý định và sự liên quan của Nga trong các sự kiện này. Như vậy có thể thấy, chiến thuật này là một công cụ hiệu quả để các quốc gia đạt được mục tiêu chiến lược mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Trung Quốc cũng thể hiện sự thành thục của mình trong chiến thuật này ở Biển Đông. Bắc Kinh đã có sự gia tăng về tần suất và thời gian của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm tăng cường hoạt động chống lại Việt Nam. Cũng vào năm 2023, một tàu khảo sát của Trung Quốc đã tiến hành xâm nhập kéo dài 1 tháng vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển. Căng thẳng giữa hai nước có thể là một điểm bùng phát tiềm tàng khác ở Biển Đông. Các tàu nghiên cứu, hải cảnh và dân sự của Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện liên tục ở các vùng biển này, trong khi quấy rối các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Ngày 6 tháng 6, Việt Nam bày tỏ quan ngại trước hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình. Hà Nội đã bày tỏ sự không tán thành hành động xâm lược của Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 6 tháng 6 cho biết, Việt Nam hết sức quan ngại, kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Sự hiện diện mở rộng của các tàu khảo sát Trung Quốc trong khu vực là một phần trong các động thái quyết đoán của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế của nước láng giềng, nhằm khẳng định yêu sách đối với gần như là toàn bộ Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên dồi dào chưa được khai thác. Vùng biển này ước tính có 11 tỷ thùng dầu chưa được khai thác và 190.000 tỷ khối khí tự nhiên. Hải Dương 26 là tàu nghiên cứu khoa học đa chức năng do Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc một cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc vận hành. Nó có thời gian hoạt động 35 ngày và được trang bị 32 mô đun thiết bị khảo sát địa chất, bao gồm các mô đun để khoan, xuyên thấu hình nón tĩnh, khảo sát địa vật lý và nghiên cứu khoáng sản. Các nhà khoa học trên tàu có thể tiến hành khảo sát toàn diện các rạn san hô và các cuộc điều tra khác liên quan đến các dự án kỹ thuật ngoài khơi. Thiết bị điện tử bao gồm máy đo tiếng vang đơn chùm và đa chùm, máy phân tích dòng điện Doppler âm thanh và các công cụ thu thập dữ liệu địa chấn. Các tàu khảo sát được thiết kế để kiểm tra các cấu trúc dưới biển bằng cách gửi sóng âm vào đại dương và thu thập các mẫu dưới nước. Theo cơ sở dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 64 tàu khảo sát đã đăng ký của Trung Quốc được đóng trong hoặc sau năm 1990, vượt qua 44 chiếc của Mỹ và 23 chiếc của Nhật Bản. Hoạt động giám sát của các tàu treo cờ các quốc gia khác thường có thể được người điều hành tàu phân biệt. Ví dụ tại Hoa Kỳ, các cuộc khảo sát quân sự được thực hiện bởi Hải quân Hoa Kỳ, nghiên cứu khoa học biển được thực hiện bởi các trường đại học hoặc các tổ chức dân sự như là Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, và các cuộc khảo sát thương mại thì được thực hiện bởi các công ty tư nhân. Tuy nhiên, không có sự khác biệt như vậy giữa các đội tàu thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, khiến người ta không thể xác định một cách tự tin mục đích của hầu hết các cuộc khảo sát. Sự hội tụ giữa quân sự và dân sự của Trung Quốc khiến cho dữ liệu do các tàu khảo sát của Trung Quốc thu được có khả năng được chia sẻ giữa các thực thể khoa học, quân sự và thương mại. Ở Biển Đông, việc lập hồ sơ dưới nước rất thuận lợi cho hoạt động của các tàu ngầm như là phương tiện tự hành dưới nước AUV của Trung Quốc. Năm 2019, tàu cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra cuộc đối đầu kéo dài một tuần tại một rạn san hô ở Biển Đông, có nguy cơ gây ra cuộc đụng độ lớn nhất giữa hai quốc gia trong vòng 5 năm. Đó là sự đối đầu lớn giữa hai nước kể từ khi một giàn khoan dầu của Trung Quốc đến ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp vào năm 2014. Năm 2023, hai nước lại xảy ra bế tắc khác khi Việt Nam quyết định mở rộng hoạt động khoan dầu ở bãi Tư Chính, khu vực mà cả đôi bên đều tuyên bố chủ quyền. Cả hai nước đều cử tàu vào khu vực này để trục xuất tàu của đối phương. Trong những năm gần đây, hình ảnh vệ tinh đã xác nhận rằng Trung Quốc đang cải tạo đất ở Biển Đông bằng cách cải tạo thêm đất xung quanh các đảo hoặc bằng cách tạo ra các đảo mới. Điều này được thực hiện bằng cách đổ cát lên các rạn san hô hiện có, và Trung Quốc đã xây dựng các cảng, cơ sở quân sự và đường băng, đặc biệt là ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc đã quân sự hóa đảo Phú Lâm bằng cách triển khai máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và cả hệ thống radar. Bên cạnh các mục tiêu khoa học bề ngoài, các cuộc khảo sát này còn tạo ra dữ liệu về điều kiện đáy biển, phục vụ cho cả mục đích dân sự và quân sự. Mặc dù dữ liệu địa chấn rất quan trọng trong việc đánh giá các điều kiện địa chất, nhưng sự hiện diện của các điều kiện hydrocarbon, nước và đáy biển cũng ảnh hưởng đến khả năng phát hiện tàu ngầm. Các tàu nghiên cứu tham gia nghiên cứu khoa học cũng có thể sử dụng thiết bị của mình để trinh sát hải quân, thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự nước ngoài và các tàu hoạt động trong vùng lân cận. Bằng cách nghiên cứu các mô hình triển khai theo mùa trong khu vực, Trung Quốc có thể tối ưu hóa hoạt động của tàu ngầm. Hiểu được độ sâu tối đa sẽ hỗ trợ việc hình dung các kịch bản chiến tranh mìn. Việc thu thập dữ liệu gió liên tục cung cấp các yêu cầu cất cánh và hạ cánh cho cả máy bay phản lực của đối phương và lực lượng không quân của Trung Quốc trong khu vực. Đây là một khả năng quan trọng trong khi lực lượng hải quân Mỹ cùng với đồng minh của họ đang đi qua Biển Đông để duy trì tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế. Trong bối cảnh này, Việt Nam cũng đã tăng tốc đáng kể việc mở rộng các tiên đồn của mình ở quần đảo Trường Sa trong nửa năm qua, tạo ra lượng đất mới gần như bằng với số lượng đất đã có trong 2 năm trước đó cộng lại, và đưa Hà Nội đạt kỷ lục xây dựng đảo vào năm 2024. Trung tâm CSIT đã cung cấp những ảnh vệ tinh cập nhật sự việc này. Kể từ lần cập nhật gần đây nhất của AMTI vào tháng 11 năm 2023, Việt Nam đã tạo ra được 962 mẫu đất mới trên tổng số 10 địa hình so với 404 mẫu được tạo ra trong 11 tháng đầu năm 2023 và 342 mẫu vào năm 2022. Con số này mang lại tổng chi phí nạo vét tổng thể của Việt Nam và bãi chôn lấp, bao gồm cả bãi chôn lấp và nạo vét cảng, kênh tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông với diện tích xấp xỉ 2.360 mẫu Anh, gần một nửa trong số 4.650 mẫu Anh của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi lớn so với chỉ 3 năm trước, khi tổng lượng nạo vét và chôn lấp của Việt Nam chỉ là 329 mẫu Anh, chưa bằng 1/10 tổng diện tích của Trung Quốc. Quy mô hoạt động của Việt Nam cũng có thể được nhìn thấy khi nhìn vào các tiền đồn lớn nhất ở quần đảo Trường Sa tính theo diện tích đất liền, trong khi 3 tiền đồn lớn của Trung Quốc là đá Vành Khăn, đá Su Bi và đá Chữ Thập vẫn là lớn nhất, thì 4 tiền đồn lớn tiếp theo đều là các rạn san hô mới được mở rộng của Việt Nam. Rạn san hô Bắc Khi, Canada, tức là bãi Thuyền Chài, vẫn là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam, tăng gần gấp đôi diện tích trong 6 tháng qua, từ 238 lên 412 mẫu Anh. Thực thể này có chiều dài 4.318m, khiến nó trở thành tiền đồn duy nhất của Việt Nam cho đến nay, có tiềm năng có đường băng dài 3.000m, giống như đường băng mà Trung Quốc có tại đá Chữ Thập, đá Vành Khăn và đá Su Bi. Hiện nay, đường băng duy nhất của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là đường băng dài 1.300m trên quần đảo Trường Sa cùng tên. Mặc dù đường băng đó đủ rộng cho hầu hết các máy bay quân sự của Việt Nam, nhưng cần có một đường băng dài 3.000m để các máy bay vận tải, giám sát hoặc ném bom quân sự lớn hơn cất cánh và hạ cánh. Các thực thể khác cũng đã trải qua quá trình chôn lấp đáng kể. Từ tháng 11, 102 mẫu đất mới đã được tạo ra tại rạn san hô Discovery Grid, tức là đá lớn, 52 mẫu tại rạn san hô đá Nam, 41 mẫu tại đảo Nam Yết và 37 mẫu tại rạn san hô Pearson, tức là đảo Phan Vinh. Các hoạt động nạo vét tại đảo Phan Vinh đã mở rộng ra ngoài tiền đồn chính ở phía đông bắc đến các khu vực mới ở đầu phía nam của rạn san hô, tạo ra vùng đất mới xung quanh các cấu trúc hộp đựng thuốc hiện có và các kênh rộng hơn cho tàu bè đi qua. Việt Nam đã tiếp tục triển khai kết hợp nạo vét bằng máy cắt và nạo vét bằng vỏ sò để hoàn thành việc mở rộng này. Trong đó, phương pháp nạo vét hút bằng máy cắt được sử dụng nhiều tại các khu vực bãi rác rộng lớn như là tại rạn san hô, bãi Thuyền Trài. Cùng với việc tăng tốc bãi chôn lấp, Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sơ bộ một số cơ sở mới trên khắp các cơ sở của mình. Những phát triển đáng chú ý bao gồm việc hoàn thành đoạn đường nối thuyền trên đảo Nam Yết và xây dựng bến cảng mới tại rạn san hô trung tâm. Các chiến hào và các công trình phòng thủ ven biển điển hình của các tiền đồn ở Trường Sa của Việt Nam có thể được nhìn thấy đang được tiến hành ở một số thực thể, và các sân bay trực thăng tạm thời đã xuất hiện trên nhiều thực thể đang mở rộng, bao gồm đá lớn, đá lát, đá Tiên Nữ và đá Nam. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam lại phải tăng tốc mở rộng Trường Sa? Thứ nhất, đó là khẳng định chủ quyền. Việc xây dựng và mở rộng các cơ sở trên các đảo và bãi cạn ở Trường Sa giúp Việt Nam khẳng định và củng cố quyền sở hữu của mình đối với các khu vực này. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, đang diễn ra căng thẳng. Mở rộng và xây dựng các cơ sở hạ tầng giúp Việt Nam duy trì và củng cố sự hiện diện trên các đảo. Điều này có ý nghĩa pháp lý quan trọng trong việc chứng minh chủ quyền liên tục và thực tế. Thứ hai là tăng cường an ninh và phòng thủ. Việc mở rộng và củng cố các cơ sở quân sự của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa mang lại nhiều lợi ích quân sự cụ thể, giúp tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việc lắp đặt các hệ thống radar và thiết bị giám sát hiện đại trên các đảo giúp Việt Nam cải thiện khả năng theo dõi và phát hiện các hoạt động của tàu thuyền và máy bay trong khu vực. Điều này giúp nắm bắt thông tin kịp thời và phản ứng nhanh trước các tình huống xâm phạm chủ quyền. Các đảo ở Trường Sa đóng vai trò như các căn cứ tiền tiêu, cho phép Việt Nam triển khai lực lượng nhanh chóng và hiệu quả để kiểm soát và tuần tra vùng biển rộng lớn, từ đó duy trì sự hiện diện liên tục và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Việc trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không và pháo phòng không trên các đảo giúp tạo ra một lớp phòng thủ hiệu quả, chống lại các cuộc tấn công từ trên không và từ biển. Điều này làm tăng khả năng bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự trên đảo. Xây dựng và mở rộng các sân bay, đường băng trên đảo cho phép triển khai và tiếp tế các máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra biển và trực thăng, từ đó tăng cường khả năng phản ứng và tấn công từ trên không. Cùng với đó là việc xây dựng các cơ sở hậu cần, kho dự trữ và bến cảng giúp đảm bảo cung cấp lương thực, nhiên liệu và vũ khí cho các lực lượng đồn trú trên đảo. Điều này giúp duy trì hoạt động quân sự liên tục và bền vững trong thời gian dài. Các cảng biển và bến cảng trên các đảo giúp tàu thuyền quân sự của Việt Nam có thể cập bến, tiếp tế và sửa chữa, từ đó tăng cường khả năng hoạt động dài hạn và hiệu quả trên biển. Các cơ sở quân sự tại Trường Sa có thể được sử dụng để tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước đồng minh và đối tác như Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Các cuộc tập trận chung và hoạt động huấn luyện sẽ giúp nâng cao khả năng chiến đấu và hợp tác quân sự đa quốc gia. Việc mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng các cơ sở phòng thủ mạnh mẽ tạo ra một yếu tố răn đe đáng kể đối với các quốc gia có ý định xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Điều này giúp duy trì sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Nhìn chung, việc mở rộng và củng cố các cơ sở quân sự của Việt Nam tại Trường Sa không chỉ giúp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia mà còn tăng cường khả năng phòng thủ, giám sát và kiểm soát khu vực. Các biện pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh và ổn định tại Biển Đông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc phòng và phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Thứ ba là phát triển kinh tế và dân sinh. Việc mở rộng hiện diện tại Trường Sa không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn giúp Việt Nam bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên biển như dầu khí và ngư nghiệp trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Xây dựng các cơ sở dân sinh như là nhà ở, bệnh viện và các công trình công cộng giúp cải thiện điều kiện sống cho người dân và quân nhân trên đảo, từ đó tạo nên một cộng đồng ổn định và phát triển lâu dài. Thứ tư là tăng cường ngoại giao và hợp tác khu vực. Việc duy trì và mở rộng hiện diện trên các đảo giúp Việt Nam có cơ sở mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề Biển Đông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và liên kết với các quốc gia khác có lợi ích trong khu vực. Việt Nam có thể tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia ASEAN và các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ để đối phó với các thách thức an ninh từ Trung Quốc. Thứ năm là để phản ứng trước các hành động của Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động xây dựng và quân sự hóa trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Việc Việt Nam mở rộng hiện diện và xây dựng các cơ sở tại Trường Sa giúp tạo ra một đối trọng với các hoạt động của Trung Quốc, từ đó duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực. Thêm nữa là việc duy trì hiện diện thực tế và củng cố các cơ sở giúp ngăn chặn các hành động chiếm đóng hoặc xâm nhập bất hợp pháp từ các lực lượng bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Như vậy, việc mở rộng và củng cố các cơ sở tại Trường Sa mang lại nhiều lợi ích chiến lược cho Việt Nam, từ việc khẳng định chủ quyền, tăng cường an ninh, phát triển kinh tế đến việc cải thiện vị thế ngoại giao và hợp tác khu vực. Điều này giúp Việt Nam đối phó hiệu quả với các thách thức và bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh các tranh chấp và căng thẳng tại Biển Đông ngày càng gia tăng. Vâng thưa quý vị, đánh giá một cách khách quan thì Việt Nam có khả năng đối đầu với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong một số khía cạnh nhất định, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh quân sự và quy mô lực lượng khiến việc này trở nên rất khó khăn. Xét về mặt hiện đại hóa lực lượng Hải quân Việt Nam đã và đang hiện đại hóa với việc mua sắm các tàu ngầm lớp Kilo từ Nga, các tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard và tàu tên lửa Monia. Những vũ khí này giúp tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ trên biển. Việt Nam cũng sở hữu các tên lửa chống hạm hiện đại như là P-800 Onyx và Kh-35, giúp nâng cao khả năng tấn công tầm xa và đối phó với các tàu chiến lớn của Trung Quốc. Xét về chiến thuật bất đối xứng, Việt Nam rất giỏi trong chiến tranh du kích, khả năng thực chiến đã được chứng minh trong các cuộc chiến từ lịch sử. Việt Nam có thể áp dụng chiến thuật du kích biển, tận dụng địa hình phức tạp và các rạn san hô ở Biển Đông để tiến hành các cuộc tấn công gây bất ngờ và khó khăn cho các tàu chiến lớn của Trung Quốc. Việt Nam cũng có lực lượng dân quân biển được tổ chức và trang bị để hỗ trợ hải quân chính quy trong các nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ chủ quyền. Về hợp tác quốc tế và ngoại giao, Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia như là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và các nước ASEAN khác. Sự hỗ trợ này có thể cung cấp thêm các thiết bị quân sự, hỗ trợ huấn luyện và tạo ra áp lực ngoại giao đối với Trung Quốc. Tham gia các cơ chế an ninh khu vực và quốc tế cũng sẽ giúp Việt Nam có thêm sự ủng hộ và tạo ra sức ép ngoại giao lên Trung Quốc trong các tranh chấp biển đảo. Mặc dù vậy thì vẫn có những thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với nhiều tàu chiến hiện đại, bao gồm cả tàu sân bay, tàu khu trục, tàu ngầm hạt nhân và tàu tấn công đổ bộ. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn về quy mô và khả năng tác chiến. Trung Quốc cũng sở hữu hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm tiên tiến, tạo ra thách thức lớn cho bất kỳ nỗ lực tấn công hoặc phòng thủ nào của Việt Nam. Có một kiểu chiến thuật mà Trung Quốc thường xuyên sử dụng, đó là chiến thuật vùng xám mà chúng ta vừa phân tích ở trên, bao gồm việc triển khai tàu cá dân quân biển và tàu tuần tra phi quân sự để kiểm soát và gây sức ép tại các khu vực tranh chấp mà không gây ra một cuộc xung đột quân sự toàn diện. Việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trong Biển Đông cung cấp cho Trung Quốc các căn cứ tiền tiêu, từ đó tăng cường khả năng giám sát và kiểm soát khu vực. Như vậy có thể thấy, mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc hiện đại hóa lực lượng hải quân và có thể sử dụng các chiến thuật bất đối xứng để đối phó với Trung Quốc, nhưng sự chênh lệch về quy mô và trang bị quân sự giữa hai nước vẫn là một thách thức lớn. Tuy nhiên, sự hợp tác quốc tế và các biện pháp ngoại giao có thể giúp Việt Nam tạo ra áp lực và răn đe đối với các hành động xâm phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc. Do đó, để đối phó với tham vọng của Trung Quốc, Việt Nam không thể đơn thương độc mã mà cần nhiều hơn sự ủng hộ của quốc tế, quan hệ tốt với các cường quốc phát triển trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là cả Nga, để từ đó có thể tạo ra thế cân bằng với Trung Quốc. Nhưng càng tránh đối đầu quân sự thì càng tốt, bởi chiến tranh sẽ dẫn đến đau khổ cho tất cả các quốc gia. Việt Nam đã trải qua quá nhiều những nỗi đau từ hết cuộc chiến này tới cuộc chiến khác. Người dân Việt Nam không ủng hộ chiến tranh, nhưng khi bị đẩy vào thế phải tự vệ, họ sẽ bảo vệ mọi thứ thuộc về mình. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều này. Có một vấn đề là khi Trung Quốc càng đẩy Việt Nam vào chân tường thì càng khiến một nước nhỏ như Việt Nam tìm đến liên minh liên kết để bảo vệ mình. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc sẽ khó khăn hơn nhiều vì tiếng nói ủng hộ của họ trên chính trường quốc tế cũng không nhiều. Chưa kể đến việc họ đã gây thù chuốc oán với nhiều quốc gia trong khu vực. Nếu tham vọng và dã tâm của họ tiếp tục, họ sẽ tự đặt mình vào vòng vây của kẻ thù. Quả thực, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đặt đất nước Trung Quốc và người dân của họ vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Lê Minh xin kính mời quý vị và các bạn thể hiện quan điểm và bình luận của mình ở bên dưới để tiếp tục trao đổi cũng như là làm phong phú thêm thông tin cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.